Thôi, Việt Nam chiến thắng rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chiều tối ngày hôm nay tôi có làm một cái thí nghiệm, đó là tôi sẽ gọi một cái nhà tiên tri đến dự đoán xem là kết quả trận đấu tối hôm nay giữa đội Việt Nam và UAE xem là đội nào sẽ giành chiến thắng vào lúc 23:45 tối nay nhé. Và bây giờ tôi vừa vẽ ra đây một cái tên của Việt Nam và UAE rồi. Giờ tôi sẽ gọi nhà tiên tri ra dự đoán xem là kết quả đội nào sẽ thắng nhá. Chữ Việt Nam ở phía bên trái và bên phải là chữ UAE nhá. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm xem là nhà tiên tri dự đoán xem đội nào giành chiến thắng. Bắt đầu thôi. Rồi các bạn ơi, hôm nay đây chính là nhà tiên tri nhá. Nó đang rất là hào hứng đây, đang nhảy nhảy, đang rất là muốn để dự đoán kết quả của tỷ số giữa kết quả thắng hoặc thua thôi. Bây giờ tôi sẽ quy định là nếu như là nhà tiên tri này nó mà nhảy chạm sang bên Việt Nam trước thì Việt Nam sẽ thắng. Còn nếu mà chạm sang UAE trước thì UAE sẽ giành chiến thắng nhá. Bây giờ tôi sẽ cho nhà tiên tri ra để nó dự đoán nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ cho nó ra nhá. Nhà tiên tri đâu, bước ra đây. Đây, một nhà tiên tri rất là khổng lồ các bạn, siêu to khổng lồ luôn. Đây nhá, nó rất là khỏe. Bây giờ nhà tiên tri sẽ dự đoán xem là Việt Nam thắng hay là UAE nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ nằm cho nó nằm ở giữa nhá, nó nằm ở giữa để xem là nó sẽ bơi về phía nào trước nhá. Rồi các bạn nhìn ra nhá, nó nằm ở giữa này, bắt đầu nhá, bắt đầu dự đoán nào. Rồi, Việt Nam chiến thắng rồi. Đấy là một lần nhá, tôi sẽ cho nó dự đoán tiếp lần thứ hai nhá. Rồi tiếp tục lần thứ hai, vẫn là Việt Nam chiến thắng các bạn ạ. Rồi hai lần rồi, không cần phải đoán thêm nữa, chắc chắn là Việt Nam sẽ giành chiến thắng nhá. Rồi cảm ơn nhà tiên tri, bây giờ cho nhà tiên tri về nghỉ nhá. Rồi các bạn ơi, đùa chút vậy thôi. Tối nay tôi sẽ chế biến món cá hấp bia để cổ vũ bóng đá các bạn nhé. Giờ tôi sẽ đeo cái bao tay này vào cho nó sạch và đồng thời để đỡ bị cay. Bởi vì trong cái món chế biến này bao gồm có cả ớt nhá. Đây, tôi đã đeo cái bao tay bằng túi ni lông rất là sạch sẽ rồi. Giờ tôi sẽ tiến hành chế biến món cá hấp bia các bạn nhé. Đây nhá, cá đây, nồi hấp đây, tôi sử dụng cái nồi đồ sôi để hấp nhá. Nguyên liệu đã khá là đầy đủ đây, mắm, muối, mì chính, bia đây rồi. Và trong này tôi có sử dụng một số gia vị như là sả này, ớt, lá chanh, bia và mắm muối mì chính nhá. Giờ tôi sẽ tiến hành ướp, sau đó là tôi cho vào hấp các bạn nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ vò nát cái lá chanh này cho nó có mùi vị thơm ngon nhá. Trong này tôi có ớt và sả băm nhỏ rồi. Lá chanh này chỉ vò nát thôi, không cần phải băm các bạn nhé. Bạn nào thích băm, thích thái nhỏ cũng được, nhưng mà tôi thì tôi sẽ vò thôi. Rồi đấy, cho một thìa muối vào đây. Ui, rơi mất. Cho muối vào. Cho muối.